Hello, everybody, welcome to Helper Kate. Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Helper Kate. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một con game Naruto hả? Thì thị trường giờ có khá nhiều game Naruto, nhưng mà ở đây là có một con Naruto mà theo thông tin của heo thì em nó chơi cũng khá là lâu dài đấy, hình như là một tuần mở một server hay hai server ta, như là một tuần một server, có khi hai server, nhưng mà game mở cũng cả tháng rồi đó. Thì mà nó không phải như mấy cái con mà cài cuốc nha, nó là tính ra là chỉ thua sắp xỉ mấy game thông thôi. À, mà mở lâu như vậy, tính ra giờ cái ngành công nghiệp mà game của Việt Nam ha, chứ đừng có nói game lậu, mình nói game trước đi. Bây giờ mấy game chính thống là nó đã phi viết rồi phi vé quay rồi phi kim cương rồi đó. Đó, phi vòng quay mà giờ không phải phi như ngày xưa mà vô rồi nó phi 20-30 lần quay đâu. Theo biết thì bây giờ nó vô nó phi đầu bèo lắm cũng 50 lần quay và đảm bảo là ra tướng VIP nha. À, ghê thiệt. Rồi xét đến mấy cái game mà game lậu rồi ha, game phi rồi á, là bây giờ nó không có nó còn ghê hơn là game phi ở bên Trung Quốc nữa. Cũng cùng là một con gì ta, con Goku đi, hay là con ninja này đi. Nhưng mà ở bên nước ngoài thì bên Trung Quốc á, Milu rồi thì nó chỉ phi vé tệ đâu thôi à anh em. Đấy, phi giỏi lắm là mấy trăm ngàn kim cương à đó. Mà ở đây nó phi một phát lên mấy chục triệu. Rồi bạc nó phi cho mấy tỷ. Rồi mảnh tướng năm sau phi cho mười mấy ngàn mảnh đó. Rồi có game thì bản này nó phi luôn mát VIP luôn à. Nó còn ghê hơn là bản bên Milu nữa. Bởi vậy nói mấy ông bên Việt Nam mà ta nói không làm game lậu thì thôi, làm một phát là ta nói chón dáng mặt mày. Ngày xưa con này mới ra nó đâu có được phi nhiều như vậy đâu, hình như là biết 9, biết 10 gì á. Có bản còn phi biết 7, biết 8 nữa. Bây giờ nó phi ớn hồn rồi. Mà phiên bản này mới hơn phiên bản bên Trung Quốc với lại mấy cái bản đang hiện hành hiện tại luôn. Phiên bản 30 sao thì anh em biết rồi đó, 30 sao là nó phơi cỡ nào. Ba mươi sao trời ơi, nâng mỏi tay luôn anh em. Bữa em ngồi em nâng thử là nâng lên được level đâu tầm nhớ coi kỹ đó là nâng lên được bao nhiêu ta. Nâng lên được 15 sao là thấy quải rồi. Ngồi nâng lên 30 sao, ấn hộp. Rồi, bây giờ đến với thông tin server ha. Đây, làng lá HNT Open X8 Madara 10 giờ ngày 19 tháng 3 2022. Game thẻ bài đánh theo lượt chơi được trên Mobi và PC. Đã update phiên bản 30 sao mới nhất, có ngày, có tuần và sự kiện update liên tục dành cho dân cài, tỷ lệ nạp cộng tích nạp cực khủng đó. Rồi đâu rồi, trang chủ, trang nhập code, rồi group Zalo, fanpage, tỷ lệ nạp 100k, 300.000, dịp 3.000 xu web, mừng open server mới nhân 2, tỷ lệ nạp từ 18 tháng 3 đến 21 tháng 3. Web shop đã được cập nhật thêm vật phẩm. Đây, web shop. Web shop ở trên này chúng ta bán đá Kaguya cao cấp mà chỉ có 30 ngàn thôi. Có lòng 30 xu thôi. Đó, Kaguya thường, rồi sách cổ đại, khế ước, bảo điển. Rồi có luôn hồn tướng 9 sao, 10 sao luôn nha anh em. Rồi đây có luôn Sasuke Imra, rồi Itachi chuyển sinh, Sasuke Uchiha nữa nè, Madara Uchiha, rồi Kakashi Susanoo nè. Đó,
tí vô mua cho anh em xem. Rồi quà nạp ngày đã cập nhật thêm phần thưởng, quà tích lũy cập nhật thêm phần thưởng, tí cho anh em xem, cho xem luôn đi. Đây nãy nạp 15.000 nhân đôi lên là 30.000. Đây tích nạp mất vô từ để nhập code xong đi rồi chúng ta coi cái phần phần này. Quên nữa, cái phần này là mới mới lâu già mới chưa nhập code nữa, để đi nhập code cái đã. Có tầng hũ nè, event like share, quà like trang, trang đạt 100 like tặng tất cả server 5 triệu vàng, 200 like tặng 1 tỷ bạc, 300 like tặng 1 tỷ ASEP. Event không có thời hạn. Sự kiện ra mắt bắt kèo BK link server nhận xu web tại nhóm Zalo, được tổ chức 3 ngày một lần, mỗi lần 4 trận, mỗi trận anh em chọn đúng được 1.000 xu. 1.000 xu cũng tiền không có trời. Ở đây 100k là 3.000, cũng được 30.000, ít ổi gì đâu, 33.000 chứ. Rồi sự kiện Up Ninja 12 sao, hệ nước, hệ lửa, hệ gió, được 70 triệu ASEP, cộng 70 triệu bạc. Rồi hệ dương, hệ âm, 100 triệu ASEP, cộng 100 triệu bạc. Mỗi hệ tối đa 10 tướng, mỗi lần thưởng ít nhất một hệ. Sự kiện vượt ải leo map ninja tầng 900, nhận 200 đá Kaguya thường, 200 đá Kaguya cao ha. Vượt ải tầng 900, nhận như trên. Vượt ải vô tận ở tầng 900, map cốt truyện map 550, nhận như trên. Bá chủ đấu trường 2.200.000 điểm, nhận y như trên luôn. Đua top lực chiến 7 ngày, top 1 10 triệu vàng, 2 tỷ bạc, 2 tỷ ASEP ninja, 30.000 vé sổ số, 1 bộ hình trang 5 sao, 100 rương vật liệu tự chọn, 400 đá Kaguya cao cấp ha. Đua top nạp, top 1 400 đá Kaguya cao, 2 tỷ ASEP ninja, 2 tỷ bạc, 30.000 vé sổ số, 200 đá hức tỉnh, 100 đá hức tỉnh tùy chọn ha. Ok, rồi bây giờ đi nhập code ha. Ủa code nằm đâu rồi ta? Đây. Làng lá Tân Hữu này quà nó hơi nhiều nên là nó vô nó hơi lắc tí ha. Rồi tới có Tân Hữu, rồi Tân Hữu 2, Tân Hữu 3, Tân Hữu 4, Tân Hữu 5. Và chúng ta có cái quà like fanpage á. Đó, 100 like, 200 like. Rồi để cho nó nhận cái đã. Rồi 300 like. Và ngoài ra chúng ta có code like xe nữa hả. Rồi để cho nó nhận. Rồi nó nhận xong rồi, bây giờ ta vô nhận quà nào. Bóp một phát một nè. Ten 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 ten. Đây 5 triệu. Tổng ở trên này được 30 triệu, 3 tỷ bạc. Wow. Đù Kakashi Susanoo, Kaguya Otosuki, gì Sasuke Inra, cái gì đây, chọn bí thuật thức tỉnh, đá thức tỉnh, vé triệu hồi nguyên tố, vé triệu hồi đặc biệt, cuộn thế ước, một leo luôn, Kaguya thường, Kaguya cao cấp, 1 tỷ, 2 tỷ, 3 tỷ bạc, 25 triệu, ASEP, VIP, ASEP người chơi, đó, lên được bao nhiêu, level 150. Rồi, đó, bây giờ chúng ta đến với cái phần quà tích nạp. Đây, như đã nói ở trên, tích nạp heo có hai cái. Tích nạp full móc và tích nạp hàng ngày. Nhận quà mình sao vô lâu vậy? Đây.
thử không vô ta. À đây rồi, đây rồi, đây rồi. Ôi đù, nó lâu quá, nó hơi lắc tí. Rồi ở đây tích nạp 200. Đó. Đây dưới này có tích nạp 500. Đó, 6 tỷ bạc hay nhiều ta. 2, 4, 6, 6 gì đó. Ok. Nhận chưa, nhận chưa. Vô hơi lâu anh em. Mới có 13 số à. Chắc còn nữa hay gì á. Để tí nào. Lô. Đó, bạn đã nhận được móc này 17 cái. Con số nó hơi lắc ha. Đây, này nhiêu ta? 2, 4, 6. À, chắc 600 triệu. Đá Kaguya, đá quý, hồn, ninja, 10, 9, 10 luôn. Đù, hỏi con bỏ tiền mua rồi. Con cần phải bỏ tiền mua. Rồi bên này chúng ta có đây, quà tích lũy hàng ngày. Hay là, đúng rồi, tích lũy hàng ngày reset sau 24 giờ. Ok, 100k. Okay, 200k vô nó hơi lắc vậy. Đây, nó hồn ninja 9, hồn ninja 10 sao. Well, well. Hồn 10 sao, hồn 9 sao. Đó. Nó mi còn ngon hơn là bản lậu của Trung Quốc nữa. Ok, ok. Nào, tới luôn nào. Rồi, đó, được một đống luôn, nhận hết ha. Ok. Đó, đó, quá trời, quá đất luôn nè. Rất nhiều, rất nhiều. Rồi, ôm xô luôn, đó. Rồi, bây giờ, ơi, có mảnh không? Hình như nó không có mảnh này nè. Bạn này buồn cái nó không có mảnh. Ở đồ nguyên tố thì được 4.000. 4.000 thì cái này chắc phải bấm theo kiểu auto leak á anh em. Để chút mà nó ra mảnh chứ vậy nói làm gì nữa. Nếu phải đi kiếm một mớ food ha. Đó, để nâng lên 10 sao chứ nâng 15 sao tiếc là cái này nó không khui mảnh ha. Cái bản này nó không có khui mảnh. Cái bản này mà khui mảnh thì ngon ha. Bản này khui mảnh nữa thì thôi rồi luôn. Còn cái gì nữa mà nói anh em. Nào tới luôn quỷ ơi. Tới luôn, tới luôn, tới luôn. Xác nhận. Nãy giờ gom được nhiêu rồi? Đó, một đống luôn. Ui dồi ôi. Có con nào nó trùng với con nào không? Đừng tí vô lấy food để nâng chứ. Rồi, link heo sẽ đợi dưới phần mô tả ha. Anh em nào có chơi thì tải về. Đó, còn cái xu nạp thì chúng ta có thể vào web shop chúng ta mua đồ ha. Hoặc là cũng như là chúng ta sẽ chuyển xu vào. Mà ở đây là heo chỉ thích cái web shop này thôi. Ví dụ như giờ chúng ta sẽ mua con ra đi ha. Đây đây đây. Kakashi Susanoo 2000 con đúng không? 200 à. 200 bây giờ chúng ta có 30 đúng không? Đây. 200. Giờ ta mua 10 con. 10 con cũng có 2000 à anh em. Đúng không? Bây giờ 10 con có 2000 à. Giờ 40 con. Đó, 40 con. Dạo liền, trời đẩy giá liền. Vô coi nó còn nhiêu tiền. Đây còn 22.000, trời quá nhiều luôn anh em. Trời ơi, đây. Đó, Kakashi Susanoo. Ok không? Ok, hai em nó chứ đã hợp thành nữa kìa. Game có nhiều anh em đang chơi lắm anh em. Bản này thấy cũng khá ok chứ không phải là gì hả. Em mua thử con này về thử coi. Test giúp gì hết à. Đây, một em. Số lượng quên. Đây, con này cũng được lắm nè. Một con luôn. Hai con. Rồi Ichi chuyển sinh đúng không? Ok, ủa tao mua chưa ta? Chưa báo.
chắc nó đang đi lắc con này hay gì á. Ok, đục nó mua hai con luôn, tào lao thì chết. Cũng chi ha, hãy lửa. Vô vô vô, ok. Madara chuyển sinh. Ồ cái này mới nhanh nè, rồi. Rồi ở đây cái gì vậy, tao đâu có cần mẹo què gì. Nhìn mặt tao buộc cần mấy cái mèo lắm mà, tao lần còn biết chơi game mà. Dù chơi dở thôi, chơi dở nó cũng đồng nghĩa với việc là biết chơi mà. Ê con này là con gì ạ? À con Uchiha hệ lửa. Mà nó cũng có khác gì với con thường của mình đâu. Chuyên ra nè, nó khác cái hình kiểu đứng thôi. Rồi link em sẽ để dưới phần mô tả nha. Anh em nào có chơi thì tải về. Và nhớ server mới sẽ open vào 10 giờ ngày 19 tháng 3 nha anh em. Ok, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nhớ like, share và đừng quên đăng ký kênh nha anh em. Ok, bye bye.